bà giờ. Ba 48. Dạ ai đẹp trai cô? Ai đẹp trai cô? Cái cô khách nói nè. Gọi là kêu thấy ta đẹp trai nè. Dạ. Dạ cô. Có đọc vậy ta làm vậy tao đi ngã bộn. Không chị em mà chị làm lộn sột quá tao đi tao làm lộn. Thấy quên bột nghe nha. Ấy, quên bột trong đây là có gì đó em hả? Em mua cái hả? Thấy ba chị em với ông nói qua nói lại là cự liền đó chưa? Thôi, là mấy cái nói không chú? Bỏ kia ra đi. Thôi, nước mắm nha nha. Nói đỏ kìa, thấy lại luôn. Em ơi, lấy gì bánh mì? Bánh mì, bánh mì. Bánh mì. Ăn gì? Bánh mì đi. Bánh mì, nha. Cháy giòn á. Kêu không nghe rõ nữa không trả lời dạ hả à? Hàng gì à, chú ơi, chú còn một sửng nữa nha nhà què chú chảy giò không chú hấp dẫn không chảy giò không đó hai chị em nè lấy hai hộp bún đi em bé không lấy gì hết lấy trứng với hai cuốn chả giò đúng chưa anh ồ thử sao bánh bột bánh bột bánh bột bánh bột kiêng hai chị em kiêng lấy ra bánh bột nha bánh bột tới ồ ồ lấy chả giò lấy cũng giống hộp gì mà đầy đủ đi bún mấy con giò nhiều bún mấy con giò anh hai ba hai một mấy con giò vô làm lòng em mới hấp cái đã gieo làm lòng với bà với lại ba chục 55.000 á mày đó không anh hả hấp gì có bún mì. Bún mì. Nhìn cháy. Bún mì chả giò không con? Trong bún rồi. Theo các cô chú anh chị và các bạn ấy thì ba chị em là bạn nào sẽ có chồng trước? Em mới để hai chị em có chồng trước để lúc em có chồng có thêm quà của anh rể nữa. À, ôi trời ơi, thấy không? Tính không? Thấy ba Út tính hợp lý không? Quá hợp lý luôn chứ. Mơ đi con. Hợp lý quá. Vậy là chị Út chỉ tính à. Kỹ luôn đúng không? Cắt đi một khung là được. Phải tính phải lấy quà của hai anh rể nữa chứ. Phương già nó không cho mời bạn, nó mời cho mày ngồi bàn thôi. Mình đi chăn này. 24. 4. Đi chăn. Có chăn.
bỏ mấy hành vô rồi thêm sữa ớt. Bún mì, bún mì. Bún mì. Chả giò luôn. Không ớt, không thêm ớt. Thêm ớt không chả giò. Gọi vô đẹp nhà mấy mối chưa vậy? Chín ký một lòng ký đó. Bốn ký chín ký một lòng. Cái hộp nó chặn nè. Cái chặn nữa. Bốn cái đó. Bánh ý kia ngon lắm mà. Hấp dẫn á. 18 à, 18. Ba cái, 4 cái. Ôi dạ, anh đưa đây. Có đậu phộng. Nào mình đi chặn. Thôi nha, thôi. Trời, cho nói chuyện với chồng bà rồi. Không đeo vô mà. Nhiều. Dạ 30. Alo. Trời, cái giọng bà làm gì nhỏ vậy nè. Alo. Bao em ơi, 9 ký mô, 5 ký sắn nha. Ông mà có là một bó cho tôi nha. Xôi 2 cái chừng. Ủa, bé Út là 16 tuổi hả? À, 16, 18, 20 2 năm. Không ăn con nhà con. Bún mì xôi, bún mì chả giò, ớt nhiều quá. Bún mì xào, bún mì xôi, bún mì xào, bún mì xôi. Ba chị em gái, không còn một chút gì để bán luôn, đứng ở không luôn mà. Có khi nào là ba chị em gái sau rồi mỗi chị em mỗi xe không ta? Em gái à, cái, à, có gì đó là cái cá nó trong cái nhà vậy nha chút. Thôi có hai đứa Út là qua Mỹ rồi. Chưa nói được. Chưa nói được hả? Nhiều lúc chị Hà chứ qua Mỹ thì sao quá không? Họ bánh bò mà có nước chừng á. Hai thử rồi. Rồi chung. Để bịch riêng hả? Chồng. Cái này là vừa có đúng rồi. Tôm nè, mỡ nè, rồi tép mỡ nè, rồi đậu phụng nè. À, cái món này là gì vậy hả? Cái này nè em. Cải hả? Cải hả? Cải. Cái này mảnh mai quá nha. Đẹp nha. 56 nghìn nha, đẹp nha.
địa chỉ nha các cô chú anh chị và các bạn, 254 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6. Và bán là từ lúc 11 giờ rưỡi cho đến khoảng 3 giờ chiều nha, đến khoảng 3 giờ chiều. Đó, khách đến giờ này là 2 giờ chiều rồi, khách cứ lai tới nha. Cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn và xin chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Hẹn cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của mình. Bye bye.